ngày 24 tháng 3 năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc họp lần thứ 6, quý 1 năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Nội dung cuộc họp tập trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quý 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động Trung tâm giám sát an ninh mạng SOC tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh và hiệu quả các mô hình như Mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã tại huyện Châu Thành, huyện Dòng Trơm, Hiệu quả mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng. Trong quý 1 năm 2023, các đơn vị chú trọng công tác tiên truyền, xây dựng và vận hành chính thức cổng chuyển đổi số tỉnh Bến Tre và thiết lập kênh tiên truyền chính quyền số tỉnh Bến Tre trên Zalo, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023. Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Bến Tre hướng dẫn về mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023. Đối với thực hiện ba trụ cột chuyển đổi số, tỉnh đã đạt được một số kết quả như tích hợp được 68% dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 27 tháng 2 năm 2023, toàn tỉnh có 18% tổng số dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, 46% tổng số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử, trừ những văn bản mật, đạt 98%. Trung tâm IOC tỉnh, trung tâm SOC tỉnh được vận hành. Mô hình tổ chuyển đổi số cộng đồng được triển khai toàn tỉnh đến các ấp, khu phố. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ, trưởng ban chỉ đạo lưu ý, cơ quan thường trực ban chỉ đạo chuyển đổi số Tiếp tục bám sát mục tiêu nghị quyết số 01 để tham mưu có lộ trình, thời gian, phân công thực hiện cụ thể, triển khai cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ mà Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số giao cho tỉnh năm 2023. Đối với các trung tâm IOC, SOC của tỉnh cần phải đảm bảo hoạt động đúng chức năng, vai trò và tiếp tục được xây dựng, cập nhật, làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu, tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp công nghệ để có giải pháp tích hợp dữ liệu, cung cấp ứng dụng đáp ứng nhu cầu công việc của tỉnh triển khai chiến dịch phổ biến, cài đặt, hướng dẫn trong cán bộ, công chức, viên chức, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ, triển khai xây dựng sổ đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đơn vị tiếp tục có giải pháp thúc đẩy người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, xác định bắt buộc thực hiện trực tuyến đối với những dịch vụ công mang tính phổ biến, quan tâm kiện toàn, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng, từng cơ sở, nhân rộng các mô hình hiệu quả để nhanh xã hội hóa.